Thưa quý vị và các bạn, diện tích rừng giáp ranh giữa xã với xã, huyện với huyện được xác định là khu vực có nhiều rủi ro về phòng cháy chữa cháy. Thực tế hiện nay thì rừng ở khu vực này đang có sự trồng lấn, việc xác định ranh giới chưa rõ ràng, ý thức tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy của chủ rừng chưa cao. Bởi vậy đã khiến cho nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn, nhất là vào những ngày nắng nóng cao điểm như hiện nay. Vụ cháy rừng xảy ra trong các ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, thiêu rụi 5,9 hectare rừng tại hai xã Thanh Khai, huyện Tây Trương và Nam Thái, huyện Nam Đàn, được coi là vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn nhất trong vài năm trở lại đây. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nguyên nhân là chủ rừng đã không tuân thủ đúng quy định về quy trình sản xuất lâm nghiệp. Trong cái thời gian đã được thông báo là cấm một đốt rác trong cái thời gian nắng nóng, nhưng mà dọn thực bì, nhưng mà người dân vẫn cứ dọn thực bì và để đốt để trồng loài lên mới, cho nên xảy ra cái cháy. Cũng phải nói thêm rằng đây là vụ hỏa hoạn đáng tiếc, khi ban đầu chỉ từ một đám cháy nhỏ ở xã Thanh Khai, huyện Tây Trương, do không được xử lý kịp thời đã làm cháy lan sang diện tích rừng đang xanh tốt của xã liền kề là Nam Thái, huyện Nam Đàn. Cái việc huy động lực lượng ở cái vùng giáp ranh này là rất là khó khăn, vì có lúc là hai bên là chưa phân định được rõ ràng mấy chỗ cái ranh giới của vùng giáp ranh, do đó là cái huy động lực lượng là có lúc là nó còn có những cái là chưa sát với thực tế. Xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu là địa phương từng xảy ra các vụ cháy năm 2023. Bởi vậy năm nay, ngoài tập trung bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn, xã còn phải huy động thêm lực lượng để đảm bảo an toàn chung cho các vùng rừng giáp ranh với các xã của huyện Nghi Lộc. Bên xã Diễn Phú, về phần diện tích rừng là có diện tích trồng lấn giữa Nghi Yên và Nghi Đồng và là xã Nghi Văn. Lực lượng của xã thì rất là mỏng, cho nên là về mặt đó thì chính quyền địa phương cũng là phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể là cùng tham gia là trực chốt và cùng tham gia tuần tra canh gác đối với cùng với các chủ rừng trong thời tiết nắng nóng. Ngoài cái tăng cường lực lượng kiểm lâm về để mà hỗ trợ cho các xã, thì ngoài ra thì lực lượng kiểm lâm địa bàn là tham mưu cho cấp ủy chính quyền tăng cường các lực lượng như dân quân tự vệ và công an, cũng như là đôn đốc chủ rừng các ngày nắng nóng là thường xuyên lên tuần tra canh gác đến cái lâm phần của mình. Diện tích rừng giáp ranh giữa xã với xã, huyện với huyện hiện nay phần lớn ở xa trung tâm, khó khăn cho công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm và triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Bởi vậy, mặc dù các địa phương đã có nhiều sự quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, nhưng vẫn bị động trong việc bảo vệ an toàn diện tích rừng tại địa bàn được giao quản lý. Theo thống kê từ những vụ cháy hàng năm, thì vị trí cháy ở khu vực giáp ranh chiếm tỷ lệ khá lớn. Vấn đề này đã được nhiều địa phương nhận thấy, tuy nhiên lại chưa thể giải quyết dứt điểm những bất cập do sự chậm trễ từ nhiều phía. Là huyện có diện tích rừng thông nhựa lớn nhất tỉnh với gần 8.600 ha. Thực hiện chủ trương giao đất giao rừng cho tổ chức cá nhân chủ động chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng được huyện Nghi Lộc triển khai khá sớm. Thế nhưng đến nay, việc bàn giao vẫn chưa thể hoàn thành 100% do các vướng mắc liên quan đến chính sách lâm nghiệp, địa chính. Thì vẫn còn một số cái vị trí hiện nay là đang trồng lấn, cũng chưa phân định rõ các cái vị trí thuộc các địa bàn để quản lý. Mặc dù là thời gian qua là chúng ta phối hợp rất là tốt rồi, tuy nhiên là trong thời gian tới thì đề nghị các sở ban ngành, ủy ban tỉnh là cũng có tổ chức các cái buổi làm việc để mà với các địa phương để chúng ta có cái phân định rõ cái ranh giới để mà có sự quản lý nó chặt chẽ hơn trong quá trình quản lý và bảo vệ rừng. Đây cũng là tình trạng diễn ra ở nhiều địa phương. Việc tồn tại những vùng rừng chung không chỉ phát sinh các tranh chấp giữa các hộ sản xuất, chủ rừng, mà còn gây khó khăn trong việc phân định trách nhiệm quản lý nhà nước cũng như quy chế phối hợp giữa chính quyền hai cấp. Việc mà thực hiện quy chế phối hợp giữa các xã vùng giáp ranh cung cấp trang thiết bị cho cái lực lượng này để khi một lên hai nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ tốt cái diện tích rừng trên địa phương thuộc địa giới hành chính mình quản lý. Thứ hai là khi các xã rung giáp ranh mà có cái sự cố về cháy rừng xảy ra thì ủy ban nhân huyện sẽ chỉ đạo điều hành lực lượng cơ động này để giúp cho chính quyền địa phương các vùng giáp ranh trong việc là ngăn cái đám cháy không để lây cháy rừng đâu. Tuy nhiên là theo quy định của luật thì cái việc kỷ quy chế phối hợp thì chưa rõ ràng. Việc sớm xác định khu vực giáp ranh, mốc giới, bàn giao thực địa một cách rõ ràng không chỉ giải quyết dứt điểm việc phân định trách nhiệm giữa các chủ rừng, chính quyền các địa phương mà còn thuận lợi cho việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng từ phía ngành chủ quản. Phân định rõ ranh giới giữa các địa phương rồi tuyên truyền
cho người dân của các địa phương liền kề biết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Khi có cháy rừng xảy ra thì là thống nhất với nhau cái phương án huy động lực lượng từ các địa phương cùng để mà triển khai cái nhiệm vụ chữa cháy, tránh tình trạng là cháy rừng của địa phương này là đun đẩy cho địa phương kia và gây hậu quả cháy lớn, rồi lúc đó mới bố trí lực lượng chữa cháy rừng thì cái hậu quả nó sẽ khôn lường. Hiện nay cơ quan kiểm lâm, chi cục kiểm lâm cũng như là các hạt kiểm lâm và chủ rừng đang tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện được những cái nội dung trên. Là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất cả nước, hàng năm sự cố cháy rừng vẫn còn diễn ra, gây thiệt hại lớn về kinh tế và môi trường. Bởi vậy, với những giải pháp của ngành chủ quản, sự vào cuộc tích cực từ phía chính quyền các địa phương và chủ rừng sẽ là yếu tố then chốt, hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp một cách bền vững.